Rồi cái mình qua part 16 question, read the text and choose the right word and try them on the line. Đọc cái bài ha, chọn cái từ đúng và viết chúng ở trên cái dòng kẽ mình học về paper, giấy. Most paper is made from wood, but you can make it from other kind of plant and leaves too. Hầu hết giấy thì được làm từ gỗ, nhưng mà bạn cũng có thể làm nó từ những cái loại lá hoặc là cây xanh khác. People made first paper about 2000 years ago. Người ta làm cái giấy đầu tiên khoảng cách đây 2000 năm. Như vậy mình sẽ thấy first là mình chọn liền ngay chỗ này là the first ha các bạn. Ok, the first. The second, the third theo cái số thứ tự. Và vị trí số 1 mình sẽ điền vô là the first paper. Người ta làm cái giấy đầu tiên cách đây 2000 năm. At the time, it very expensive because it was made by hand. Mình thấy ở phía sau này là quá khứ, it was made by hand, nó đã được làm bằng tay. Mình thấy một cái trạng từ thời gian là vào thời điểm đó. Như vậy thì ngay chỗ này mình sẽ chọn là it were very expensive. Quá khứ chứ không phải là hiện tại ha. Ok, ngay số 2 mình chọn là was. Ok. Rồi, tiếp tục. Mình qua bên đây nè. Now it is much cheaper. Bây giờ thì nó rẻ hơn nhiều. Như vậy cái này là hiện tại. Và ngay chỗ này cái ý cái tương phản nè. Ở trước thì mình có it very expensive. Bây giờ thì it much cheaper, rẻ hơn nhiều. Vậy ngay chỗ này nó sẽ là but ha các bạn. Ok, but now it is much cheaper. We use paper for different things. Chúng ta sử dụng giấy cho ở sau này. Thing là đếm được, cho nên mình sẽ có là many different things. Rồi, vậy số 4 này mình sẽ chọn lượng từ là many ha các bạn. Ok, ngay chỗ này số 4 mình chọn là many. Rồi, mình điền many vô đây cái nhiều cái mục đích khác nhau. Rồi, tiếp tục. Giống như là like, writing, reading and drawing. Viết nè, đọc và vẽ. Postcard, card, envelope and books all made of paper. Bưu thiếp, thiệp, phong bì và sách thì tất cả đều được làm từ giấy hết. Và đây là một sự thật hiển nhiên, cho nên cái số 6 này, số 5 này mình sẽ chọn hiện tại là are made of. To be made up là được làm từ ha các bạn. Ok, số 5 mình chọn là are all made of paper. We also use paper to make kite, fan and a cup that we take on picnic. Chúng ta cũng làm giấy, sử dụng giấy, dùng giấy để làm kite, những con diều, fan, cái quạt, những cái cup là cái tách mà chúng ta mang theo đi ăn dã ngoại. When we go shopping, khi chúng ta đi mua sắm, we carrying thing, paper bag, cái túi giấy. Như vậy mang mấy cái đồ vật này ở trong cái túi giấy ha. In paper bag. Thầy làm hết lần rồi qua anh kia chọn sao ha. Thì chỗ này nó là in nè các bạn. In hoặc là chữ on là trên, over là qua là không được. Anh phải chọn in thôi. Để nhảy qua nhảy lời nó nhảy nhảy. Ok, ngay chỗ này mình chọn là in. Rồi, tiếp tục. Mình có writing, write và write. Số ít. Ngay chỗ này mình sẽ đọc tiếp. At school. Ở trường thì we on paper. Chủ ngữ số nhiều là we, cho nên động từ là giữ nguyên write on paper. Ở trường chúng ta viết ở trên giấy. In our classes we make things from it. We cut it, color it and blow it. Ở trong những cái lớp vẽ thì chúng ta làm nhiều thứ từ nó. Nó là paper. Chúng ta cắt nó là cắt giấy. Color it, tô màu và glue và dán keo nó. Now we can also buy clothes made of paper. Bây giờ chúng ta vẫn cũng có thể mua quần áo mà được làm từ giấy. And when they get dirty, khi mà chúng nó dơ, you put in the bin, ở vào trong giỏ rác. Ở phía trước này mình thấy quần áo số nhiều nè các bạn, cho nên you put gì? Put đâm ha. Mình dùng đại từ đâm để thế cho clothes. We have, ở đây mình có you là động từ nguyên mẫu như vậy. We have to use a lot of trees to make paper. Chúng ta phải dùng rất là nhiều cây để làm giấy. We shouldn't use too much of it. Chúng ta không nên dùng quá nhiều nó. We don't want to lose all of our tree. Chúng ta không muốn mất nhiều cây. Như vậy ở trước này là không nên dùng. Ở sau là nguyên nhân và kết quả. Vì nguyên nhân là chúng ta không nên dùng. Hậu quả là gì? Because, bởi vì là we don't want to lose all our tree. Quan hệ nhân quả mình dùng liên từ because ha. Chúng ta không nên dùng nhiều giấy. Bởi vì sao? Chúng ta không muốn mất nhiều cây. Ok. Rồi qua bên đây thầy chọn lại lần nữa cho các bạn ha.
Rồi sau đó các bạn dò theo, chị Ruby sẽ đọc lại cho các bạn. Rồi số 8 mình chọn là dumb. Đây mình chọn là số 9 là true. Và số 10 mình chọn là because các bạn. Rồi các bạn dò theo ha. Chị Ruby sẽ đọc lại. Mình tập đọc ha các bạn ha.